Xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình hướng dẫn cắm hoa. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắm một hộp hoa sinh nhật với hoa chủ đạo của chúng ta hôm nay, đó là hoa hướng dương. Mình sẽ sử dụng kèm thêm một ít hoa cẩm chướng vàng và hoa vàng anh. Còn về phần lá, chúng ta sẽ sử dụng lá nguyệt quế và lá sơn tùng. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Tùy thuộc vào phần giá thành mà chúng ta sẽ cắm cái lượng hoa vào là nhiều hay ít. Ở đây cái giá thành của hộp hoa của mình là giá là 350, nên mình sử dụng lượng hoa hướng dương tương đối vừa phải, không quá nhiều nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ lấy cái dáng chiều cao của hộp hoa. Cái hộp hoa của mình cao là khoảng 15 cm, cho nên cái phần hoa mà mình đi vào nó tối đa có thể chúng ta vào được là khoảng 30 cho tới 40 cm, tùy thuộc vào chúng ta. Ở đây mình sử dụng cái phần hoa của mình khoảng 30 cm thôi. Các bạn có thể sử dụng cái kỹ thuật này để cắm cái phần hoa đồng tiền. Chúng ta không cắm trên hộp mà chúng ta cắm trên bình để trưng ở trong nhà, trên bàn khách, bàn ăn, vân vân. Chúng ta chỉ xem về cái kỹ thuật các bạn ha. Cái phần hoa hướng dương mình đi vào nó sẽ thấp dần đi xuống. Như các bạn thấy nè, ở đây mình đi nó giống như dạng xoay tròn vậy đó. Một hoa mình làm tâm điểm ở phía trên, ở trên cao. Sau đó hai hoa nó sẽ đối xứng chiều cao tương đối bằng nhau, thấp dần xuống. Và cái bông hoa ở bên đây mình cũng đang có chiều lài xuống dần. Về phần hoa, khi chúng ta vào các bạn nhớ phải làm sao đảm bảo cho hộp hoa của chúng ta cái mặt hoa luôn được phô ra. Về hoa của chúng ta, khi chúng ta cắm vào các bạn làm sao để đảm bảo cái phần hoa của chúng ta luôn được phô ra. Ví dụ như mặt hoa của chúng ta nó chưa phô ra, các bạn có thể lắc nhẹ cái phần mặt hoa hướng dương để cho cái mặt hoa nó xoay theo cái ý mà mình mong muốn. Như các bạn thấy, nếu như cái bông hoa này mình đặt vào như thế này, nó cũng được, nhưng mà nó chưa được đẹp. Mình sẽ xoay nó theo đúng cái dáng hoa. Cái hoa bên đây mình cảm giác là mình cắm vào thì trông nó sẽ đẹp hơn. Chúng ta sẽ gọt bớt phần gốc đi nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ gọt bớt phần gốc đi như thế này. Phần mặt hoa chúng ta sẽ xoay, chúng ta xoay cái hướng hoa nè. Đây các bạn thấy không? Đây cái mặt hoa mình cảm nhận đây là cái mặt nó đẹp nè, thì bắt đầu mình sẽ cắm vào. Rồi, vậy là cái phần tạo dáng hoa của mình cũng đã xong rồi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng phần lá để châm vào bên trong. Sẽ xen lẫn một ít lá học bài vào. Chúng ta có thể sử dụng nhiều loại lá khác nhau các bạn ha. Mỗi loại lá nó đều có một cái vẻ đẹp riêng. Cái bình hoa của chúng ta sử dụng nhiều loại lá, nhiều loại hoa khác nhau, thì cái bình hoa của chúng ta nhìn nó sẽ mềm mại và nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì mỗi hoa nó có một cái kích thước hoa khác nhau và một cái hình dáng khác nhau. Ở đây mình tiếp tục mình sử dụng đó là lá ngâu.
cái lá sơn tùng này rất là bền các bạn. Các bạn có thể cắm nó cũng được. Độ bền của nó khoảng 2 tới 3 tuần lễ. Vào những dịp Noel á thì mình hay cắm những cái bình cây thông Noel bằng cái cây sinh tùng này, rất là bền, mình để được hơn 2 tuần lễ mà cây vẫn không hề hấn gì hết. Sau đó 2 tuần nếu như mình muốn chưng lại thì mình có thể sử dụng thêm một ít sơn bạc, mình phớt nhẹ nó lên, cảm giác giống như là tuyết nó đóng ở trên cái cây cây thông vậy đó, để mình tiếp tục mình chưng thôi, rất là đẹp luôn. Để gần tới dịp Noel mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn cách cắm một cái bình hoa dạng cây thông Noel để chúng ta chưng trong nhà cho đẹp nha các bạn, rất là bền, chi phí chúng ta bỏ ra cũng không quá cao đâu. Chúng ta sẽ phủ phần phơm của chúng ta làm sao đảm bảo được cái phần xốp ở bên trong đã được che kín đi. Mình có thể phủ lá ở lúc đầu cũng được, nhưng mà mình muốn cắm cái phần hoa sau đó mình mới vô cái phần lá để cho các bạn dễ nhìn. Và đây cũng là cái cách mà mình hay hướng dẫn cho các bạn học viên của mình đó. Cho nên là mình nghĩ theo cái cách này thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Tiếp theo mình sẽ điểm phần hoa vàng anh vào nha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít hoa cẩm chướng vàng. Như các bạn thấy ở đây là mình đang sử dụng cách phối màu đơn sắc. Cái màu hôm nay mình chọn đó là tông màu vàng. Thì về tông màu vàng này như các bạn thấy là nó có rất là nhiều màu vàng khác nhau. Ví dụ như là cái màu vàng của hoa vàng anh nè, nó là màu sậm. Màu vàng của hoa hướng dương thì nó lại có sắc vàng cam. Cái màu vàng của hoa cẩm chướng chùm của mình đang sử dụng đây thì nó lại có màu vàng xanh. Nó là cái màu vàng vàng nhẹ, vàng nhạt. Thì đây là cách sử dụng tông màu đơn sắc nha các bạn. Tại vì bây giờ nếu như mà thật ra thì có rất nhiều bạn kêu mình làm một cái clip hướng dẫn về chia sẻ cách phối màu, nhưng mà làm một cái clip như vậy á thường thì các bạn cũng sẽ khó để mà nhận định được lắm. Thì bây giờ mình sẽ lồng vào mỗi cái clip, trong mỗi cái clip thì mình sẽ có hướng dẫn riêng một cái kỹ thuật pha màu ở bên trong của cái clip đó, thì có gì các bạn cùng xem và để dễ nghe và dễ hiểu hơn nha. Rồi, mình nhắc lại với các bạn ha, đây là cách phối màu đơn sắc. Rồi, bây giờ mình chỉ cần che phần xốp nữa là xong rồi các bạn.
Rất là dễ để có được một cái bình hoa đẹp đúng không các bạn? Chúc các bạn thành công với cách cắm đơn giản này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.